Đầu xuân năm mới, Minh và Tú Vi thật là vui mừng khi được gặp lại các bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị năm mới, đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng chúc nhau như ý, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc, mọi sự đều cát lành. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Thần tài chỉ đích danh, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đúng 4 tháng đầu năm 2024, đào trúng kho báu giàu sang, nặng vai gánh vàng, tiền của tiêu xả láng không hết, sướng hơn tiền. Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị tự hỏi rằng tại sao có rất nhiều người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, lại phải chịu vất vả khó nhọc cả đời, làm mãi mà vẫn chẳng đủ ăn, càng ngày chỉ càng thấy nhiều khoản nợ nần. Trong khi đó, có những người sinh ra đã ngập trong giàu có những người chỉ an nhàn mà tiền bạc vẫn phù phê, sống sung sướng chẳng cần phải lo nghĩ một điều gì cả. Khi nghe luật nhân quả và luận giải lá số tử vi cuộc đời cho 12 con giáp, thầy tử vi học Phương Đông có nói rằng những ai trước giờ vẫn luôn sống trong đau khổ, bởi có làm mà chẳng thấy có ăn, thì hãy tin rằng ông trời sẽ không để cho những người thực sự cần cù, chăm chỉ, phải chịu thiệt thòi được đâu. Và theo luận giải mới nhất về năm 2024 đã được hé lộ, cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 chính là con giáp được gọi tên, sẽ gặt hái quả ngọt. Về công danh sự nghiệp và tiền bạc sau quãng thời gian dài khó khăn đủ điều, đúng 4 tháng đầu năm 2024 sẽ là lúc mà cuộc sống của con giáp này luôn suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu nắm bắt được cơ hội trong giai đoạn này, thì đến khi về già, tuổi Ất Tỵ sẽ có được cuộc sống tiền của đầy đủ, nhà rộng xe sang không thiếu, viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy, vận trình 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sẽ diễn ra như thế nào? Thì xin mời quý cô bác cùng theo dõi và chiêm nghiệm ngay sau đây nhé! Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, tính đến năm 2024 thì cô bác cũng đến tuổi lục tuần rồi phải không ạ? Năm 2024 Giáp Thìn mệnh hỏa, tương hợp với mệnh hỏa của quý cô bác sinh vào năm 1965, can Ất gặp can Giáp là bình hòa, chi Tỵ gặp Thìn cũng được bình hòa. Như vậy, các yếu tố về mệnh, ngũ hành, thiên can, địa chi của tuổi Ất Tỵ so với năm 2024 đều được hòa hợp, cho nên quý cô bác hãy yên tâm hơn về vận trình trong năm 2024 này nhé. Phải công nhận một điều rằng, Ất Tỵ thổi nhỏ khá vất vả, về sau mới được an nhàn. Nếu sinh vào mùa xuân và mùa hạ thì số sẽ được sung sướng nhàn hạ. Đặng mà sinh vào mùa thu và mùa đông thì vất vả, cực nhọc, cả về thân xác lẫn tinh thần. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại họ tích trữ dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai về già. Cô bác tuổi Ất Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích chất lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy mà tính cách của người tuổi Ất Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Ất Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm ỷ lại vào bất cứ ai. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh thì khi trưởng thành họ sẽ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Ất Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi, họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác. Dù là những người thân cận, tuy nhiên Ất Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ liễu khiến cho người khác phải phật lòng. Ngay cả khi tức giận thì người này cũng kiềm chế được cảm xúc giấu kín trong lòng, tuổi Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác. Cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Ất Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù.
Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh, với những cuốn sách quyển truyện, sự ồn ào và tấp nập của đám đông khiến cho tuổi Ất Tỵ cảm thấy rất mệt mỏi, phiền phức. Ất Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu họ cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Ất Tỵ không tin tưởng người khác nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài, điều đó khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay là thù. Phụ nữ Ất Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí câu ấy có thể hy sinh, chịu thiệt thòi nhiều để mang lại cuộc sống sung sướng hạnh phúc gia đình. Đàn ông tuổi Ất Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung túc cho những người thân trong gia đình mình. Chính vì những nét đặc trưng riêng trong tính cách và vật số của cuộc đời cô bác Ất Tỵ như vậy mà cô bác có thể an tâm là dù ở giai đoạn nào đi chăng nữa, cô bác cũng đều có thể vượt qua được mọi khó khăn trở ngại. Tuy vậy, nhưng trong 4 tháng đầu năm 2024, quý cô bác hãy lưu ý một số điều sau đây được Minh Đường Tử Vi nhắc nhở nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Sự nghiệp vẫn đang trên đà phát triển, mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động đầu tư nếu có kiến thức và sự hiểu biết. Đối với những người làm công ăn lương thì hãy cứ làm việc bằng sự tâm huyết, nhiệt tình của mình rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Chính vì tuổi Ất Tỵ là những người có tính cách khiêm nhường, điềm tĩnh, kiên trì ngay cả khi đạt được những thành tựu trong công việc, mệnh chủ vẫn không ngừng học hỏi, luôn giữ tinh thần cầu tiến nên luôn đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, có một nhược điểm mà quý cô bác nên khắc phục, đó là tính khá nóng nảy, bốc đồng, lời nói thường nhanh hơn suy nghĩ. Bên cạnh đó thì thực tế Ất Tỵ cũng là người tiêu xài khá hoang phí hay chi tiêu không có kế hoạch nên tiền bạc không giữ được trong tay. Cô bác nên biết cách tiết chế nhu cầu của bản thân, đừng vung tay mua những đồ quá đắt tiền hay không hữu dụng, có kế hoạch chi tiêu mua sắm rõ ràng, có vậy mới tránh được những đồng tiền mồ hôi nước mắt tan thành mây khói, nợ nần chồng chất. Thứ hai, về tình hình tài chính. Ở độ tuổi 60, có lẽ Ất Tỵ không quá quan trọng chuyện tiền bạc hay những khoản thu nhập cao, mệnh chủ làm việc với phương châm, lao động là vinh quang, tinh thần thoải mái vô tư, lý do là bởi vì đây là khoảng thời gian mà con cái đã trưởng thành. Cô bác tuổi Ất Tỵ không còn nhiều nỗi lo trong cuộc sống, thay vào đó, mệnh chủ cần có những khoản tiết kiệm phòng trừ cho sức khỏe tuổi già. Chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính thông minh là cách giúp cho tuổi Ất Tỵ dư giả tiền bạc, chủ động hơn trong cuộc sống. Người Việt ta có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên nhiều người có bao nhiêu tiền của lại cho con cái hết, cho con tất cả tài sản mình có, cong lưng làm lụng để cho con được an nhàn, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Vì sợ con sẽ thua kém bạn bè, lo cho con quá nhiều, nên con cái chẳng biết tự lo gì, có khi 30 tuổi rồi vẫn chỉ là một đứa trẻ non thơ, chỉ biết phụ thuộc vào cha mẹ mà thôi. Vẫn biết là cha mẹ luôn muốn bảo vệ con nhiều nhất có thể, nhưng con cái đến cái tuổi lập nghiệp mà vẫn quen cái thói dựa dẫm, sợ hãi xã hội xô bồ, thì đến lúc cha mẹ không còn ở trên đời nữa, có lẽ sẽ trở thành kẻ ăn bám của xã hội mà thôi. Con cái chúng có phúc phận của chúng, chúng có cuộc đời riêng của chúng, là bậc làm cha làm mẹ. Thay vì cố gắng làm mọi thứ để lót đường cho con, thì hãy cố gắng dạy dỗ chúng lên người, sống tự lập và làm chủ cuộc sống của chính mình. Dù thương con đến thế nào, thì cha mẹ nên để con được vấp ngã, được trông chênh một chút trên đường đời, có như thế con cái mới hiểu được đạo lý, mới có cơ hội được lớn lên, được trưởng thành, được va vấp, từ cái sự va vấp đó mới biết yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm và kính trọng cha mẹ. Nhìn thấy cuộc đời này chúng cần phải làm gì, theo đúng sứ mệnh của chúng, đừng quên rằng tiền bạc chính là quyền lực của người già. Khi còn trẻ, cha mẹ nên giữ lại cho mình một khoản tiền để dưỡng già, để tới lúc bạn già trong tay có tiền, sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì. Thế mới nói, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn năng bất năng, triết lý ấy đúng với những người có tuổi. Thứ ba, về tình cảm, gia đạo. Gia đạo của quý cô bác tuổi Ất Tỵ đều được hưởng hạnh phúc bình yên trọn vẹn, là người sống tình cảm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài. Mệnh chủ thường quan tâm mọi người xung quanh bằng hành động âm thầm. Hiện tại quý cô bác đã có cuộc sống an nhàn, sự nghiệp ổn định và không phải lo lắng về tiền bạc nếu tu tâm dưỡng tính. Khoảng thời gian sau này sẽ ấm êm, hạnh phúc, đồng thời cô bác Ất Tỵ nên tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội để có nhiều niềm vui mới bằng việc giúp đỡ thân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cô bác hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm người bạn đời, chăm sóc con cái trong nhà, trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân yêu, đây mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Thứ tư, về sức khỏe.
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất đối với cô bác tuổi Ất Tỵ, đặc biệt là khi đã bước vào độ tuổi 60. Trong năm 2024 này, mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn tới cơ thể của mình. Mặc dù chưa có dấu hiệu bệnh tật, nhưng không được chủ quan, hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh sức khỏe thể chất thì đời sống tinh thần cũng là điều mà cô bác cần lưu tâm. Ở độ tuổi xế chiều đôi lúc mệnh chủ sẽ cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Đó là sự thay đổi bình thường trong tâm sinh lý. Nam tuổi có thể khắc phục bằng cách tự tạo niềm vui cho mình, suy nghĩ về những điều tích cực, trò chuyện nhiều hơn với người thân bên cạnh. Vậy, vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 của cô bác tuổi Ất Tỵ sẽ diễn ra như thế nào? Cô bác cần chú ý những phương diện nào để xua các tị hung, đón lành tránh dữ? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên, tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi khoa học vận trình tháng 1 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sẽ có nhiều điểm sáng, nguyệt lệnh đi vào đất lâm quan, lại có thiên vu và thiên đức cát tinh nâng đỡ. Công việc tuy bận rộn nhưng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, tuy mới là thời điểm đầu năm, nhưng tuổi Ất Tỵ phải gánh vác xử lý nhiều việc cùng lúc, nên sẽ khá bận rộn, đổi lại chính điều này sẽ mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Với người kinh doanh, buôn bán đầu năm, chỉ một số ngành hàng đặc trưng tiêu thụ mới được rộn ràng, còn nhìn chung mọi thứ diễn ra đều đều. Sức tiêu thụ chưa nhiều, đây là thời điểm để bạn lên kế hoạch, định hướng phát triển mới, nhớ đúng thời cơ triển khai thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Theo tử vi năm 2024 của tuổi Ất Tỵ, trong tháng Bính Dần, chính tài sẽ mang về nguồn thu nhập ổn định. Người làm công ăn lương đã về hưu, chỉ việc căn cứ vào kế hoạch đã định, làm việc khá trôi chảy, cuối tháng sẽ có nguồn thu ổn định. Với người kinh doanh, buôn bán thì thứ tài khởi sắc, mang khá nhiều may mắn, lộc lá, tiền bạc kéo đến, đầu năm buôn may bán đắt. Tuy thị trường chưa sôi động, nhưng bạn vẫn buôn bán khá thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh, thoải mái đi lễ chùa, tham gia lễ hội làm từ thiện đầu năm. Theo phi tinh tháng, bát bạch chủ tài lộc gặp phải ngũ hoàng đại sát tinh ở hướng Tây Nam, tài khí rất dễ bị tổn hao, vì thế không nên tiến hành động thổ, hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tính ồn ào tại phương vị này. Đồng thời tuổi Ất Tỵ có thể đặt biểu tượng cóc ngậm tiền, hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng Tây Nam ngôi nhà để thúc vượng tài khí, giúp cho công việc kinh doanh, buôn bán ngày càng phát đạt. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch sẽ đánh dấu nhiều bước chuyển biến tích cực về chuyện gia đạo của con giáp này. Quan hệ vợ chồng hài hòa, giữa cha mẹ với con cái có được tiếng nói chung, gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn. Về phương diện sức khỏe, Tỵ hỏa sinh cho Dần Mộc, khí lực cơ thể dễ hao tổn, gây ra hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên tình trạng này sẽ nhanh biến mất khi bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao. Trải qua kỳ nghỉ lễ khá dài, cơ thể đang ở trạng thái lười vận động hơn trước, hãy nhanh chóng thay đổi để thích nghi, các triệu chứng khó chịu sẽ sớm bị đẩy lùi. Trong đầu xuân năm mới, tuổi Ất Tỵ nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn được đảm bảo trong trạng thái ổn định. Mùa xuân âm tiêu dương trường, chú ý giữ tinh thần luôn thoải mái để hòa với không khí tươi vui của mùa xuân, thuận theo mùa để cải thiện sức khỏe. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi năm 2024 cho thấy tháng 2 âm lịch này là thời điểm hung cát đan xen, vận trình của tuổi Ất Tỵ lên xuống bất định. May mắn là nguyệt lệnh lâm đế vượng sẽ phần nào ổn định tình hình, giúp cho con giáp này có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy khó tránh khỏi khó khăn do bị tiểu nhân ngăn cản, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ là có thể vượt qua, trong tháng khó tránh khỏi sự chọc phá của tiểu nhân. Khi mà bạn bỗng dưng trở thành ngôi sao sáng lóa, song với năng lực thực sự của mình, bản mệnh dễ dàng đập tan những âm mưu của kẻ xấu bụng. Sự quyết tâm và kiên trì của con giáp này chính là chìa khóa thành công. Ất Tỵ không để mình dễ dàng bị đánh gục mà sẵn sàng chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Chính ấn cho thấy khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này của bản mệnh khá tốt. Trong tháng 2 âm lịch, quý nhân cũng sẽ ghé thăm. Nếu cần thiết thì hãy xin sự trợ giúp của quý nhân để giảm là bớt những trở ngại trước mắt. Cần tập trung làm việc, tránh để bản thân bị sao nhãng bởi những chuyện cá nhân. Muốn tăng hiệu quả công việc thì chỉ có tập trung toàn bộ tâm trí trong khoảng thời gian làm việc mới cho bạn được kết quả như ý. Trong tháng 2 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Ất Tỵ khá bình ổn, những thành công trong công việc giúp bạn có thu nhập ổn định.
thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được cấp trên khen thưởng. Tuy nhiên, để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về tài lộc thì có vẻ thời điểm này bản mệnh vẫn chưa có động thái gì rõ rệt. Trong tháng có thiên cầu hung tinh rình rập, bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo với những lời mời chào kêu gọi đầu tư kinh doanh hay những lời vay mượn tiền bạc, cẩn thận mà giao chứng cho ác, tiền đi là chẳng bao giờ trở lại. Xét về đường gia đạo của bản mệnh trong tháng 2 âm lịch này, sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc và tuổi Tỵ dường như không hài lòng lắm với những gì mình đang có. Thiên Nguyệt hung tinh phủ một màu xám xịt lên tâm trạng của những người sinh năm 1965, bản mệnh không thể ổn định được cảm xúc cá nhân, có thể buồn vui thất thường mà có những hành động, lời nói làm tổn thương đến người bạn đời hay con cái của mình. Tình hình sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong thời gian này không có gì đáng ngại, chỉ là nếu bạn căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều thì dễ mắc bệnh về tinh thần, khiến cho bản thân tự mệt mỏi mà thôi. Hãy tìm cách thêm các thú vui cho mình, chịu khó ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, giải tỏa bớt những bức bách trong lòng. Cũng có thể tham gia các hoạt động đoàn hội hoặc tập thể dục thể thao đều đặn để có thể tăng thêm niềm vui trong cuộc sống. Tử vi tháng 3 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi dự báo, cô bác tuổi Ất Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 3 âm lịch này. Mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển đáng kể. Sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sẽ phất lên nhanh chóng. Nhờ có sự phù trợ của nguyệt lệnh trường sinh, bản mệnh tìm được cơ hội để thể hiện giá trị bản thân mình, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Với bản tính nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ mọi người, bạn nhanh chóng nhận được sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp, cho dù có vướng vài khó khăn khúc mắc, bạn cũng sẽ được nhiều người sẵn sàng tương trợ. Thời điểm này bạn nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch lớn đã được lịch sẵn từ lâu, không nên chần chừ do dự, kẻo để lỡ mất thời cơ phù hợp. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi đến mấy, cũng khó tránh khỏi bất trắc, thiên quan xuất hiện báo hiệu cho bạn cần phải cẩn trọng trong việc tiếp xúc, qua lại với những người có chức có quyền trong xã hội. Bạn là người đường hoàng, thẳng thắn, luôn minh vực cho lẽ phải. Tuy nhiên, có thời điểm bạn cần phải thể hiện quan điểm của mình một cách khéo léo hơn để không làm mất lòng người khác, chẳng ai được lòng tất cả mọi người trong thiên hạ. Bạn cũng cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét với thành quả mà bạn đã và đang đạt được. Bản mệnh có thể sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng phải xác định tinh thần. Không phải lúc nào lòng tốt của mình cũng được đền đáp xứng đáng, nếu không may có thể sẽ có những kẻ muốn lợi dụng sự giúp đỡ của bạn để làm những việc xấu xa. Vận trình tài lực của tuổi Ất Tỵ sẽ không có nhiều sự biến động trong khoảng thời gian này, về tổng thể thì vẫn là khá tốt. Bạn duy trì được những thành tích mà mình đạt được từ trước tới nay, người làm đầu tư kinh doanh thì nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc đối tác. Bạn có thể dần suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh buôn bán, sản xuất để dần dần thu được những khoản lời lãi lớn hơn bây giờ. Tuy nhiên, thiên quan cho thấy cô bác cũng cần phải chú ý cách cư xử với mọi người, đặc biệt là với người có vị thế cao hơn mình, đồng thời có thái độ bình tĩnh hơn khi xử lý rắc rối, nếu không cô bác sẽ rất dễ phải tốn kém để đền bù cho những tổn thất hoặc lỗi lầm mà mình gây ra. Với những cô bác đã có gia đình thì cũng được trải qua một khoảng thời gian khá yên bình, vợ chồng thấu hiểu và đồng lòng, khiến mọi công việc trong nhà đều được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Tình hình sức khỏe của người tuổi này sẽ không có nhiều biến động trong tháng 3 âm lịch này. Những người đã lớn tuổi thì cần chú ý vận động, rèn luyện đều đặn, không nên lao động quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đau nhức xương khớp. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 4 tuổi Ất Tỵ âm lịch, bản mệnh đã biết chủ động giải tỏa được những căng thẳng trong cuộc sống, nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, cũng giúp cho bạn trở nên hài hòa, nhã nhặn hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Tháng này thì thực thần sẽ mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống của người tuổi Ất Tỵ, nhờ đó mà quý cô bác sẽ trở nên lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Cô bác cũng rất cởi mở trong việc gặp gỡ, giao lưu và nhiệt tình trong việc hỗ trợ giúp đỡ người khác. Thái Dương Cát Tinh ghé thăm phù trợ cho công việc của con giáp tuổi Ất Tỵ có cơ hội được phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chớp lấy cơ hội tốt này thì việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp tuổi này khi mà cô bác luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. Bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của bạn trở nên đầy hứng khởi, có thể thấy rằng niềm vui của con giáp tuổi Ất Tỵ trong tháng này.
còn đến từ việc sự nghiệp có những thành công giúp bạn được ghi nhận và khiến cho bạn trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, có những người thực sự tài năng, khi có chút thử thách, lại là lúc để họ thể hiện khả năng duy trì vị trí đứng đầu khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc. Đồng nghiệp và cấp trên không ngại trao cho bạn những lời khen ngợi, khiến cho cô bác cảm thấy vô cùng hài lòng. Phần lớn thời gian sự chú ý của cô bác Ất Tỵ có thể bị lấn át bởi các vấn đề cá nhân, cần phải giữ thái độ giao tiếp tích cực, hợp lý với những người xung quanh để tránh sự xáo trộn trong các mối quan hệ. Theo tử vi tháng, tình hình tài chính của cô bác tuổi Ất Tỵ lúc này sẽ khá an ổn, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu có, sung túc hơn thì cô bác phải làm khác đi, chẳng thể có được kết quả với một cách làm cũ kỹ đâu. Liên quan đến chi phí và lợi nhuận, cô bác có thể nhận được những kết quả khác nhau tùy thuộc vào khả năng tính toán, suy nghĩ một cách khôn ngoan, chỉ nhờ thế thì mới có thể có được nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định. Thái độ thờ ơ với những cơ hội đầu tư của mọi người đang nói đến không hẳn là điều tốt, có thể vì cô bác muốn sự an toàn, sợ bị lừa nên cố gắng tránh xa. Thế nhưng thái độ đúng ở đây là cô bác nên tìm hiểu, dành thời gian để khai thác thông tin, đó là cách để cô bác có thể gia tăng lượng kiến thức về tài chính cho mình. Ngược lại với những ai bao lâu nay liều lĩnh đầu tư thì nên chậm lại tiến trình của mình, cần phải hiểu mình đang làm gì trước khi bỏ tiền. Vì thực ra việc đầu tư chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, mối quan hệ của bản mệnh với mọi người lúc này cũng khá tốt đẹp. Khi các thành viên trong gia đình có thể sát cánh bên cạnh nhau trong những thời điểm căng thẳng, khó khăn, giúp cô bác xử lý vấn đề còn đang dang dở, do đó, những lo lắng của cô bác Ất Tỵ sẽ giảm đi được phần nào. Xem tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, bước sang tháng mới, tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt chú ý đến yếu tố sức khỏe, bởi tình hình có vẻ bất lợi cho bạn. Nhất là những ai đang có bệnh, thường xuyên phải dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi là vấn đề thực sự khó khăn đối với cô bác lúc này. Nguyệt lệnh ở cung bệnh, chỉ sự đau yếu bệnh tật, cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn rầu vì bệnh tật, cần suy nghĩ lạc quan hơn thì mới tìm ra cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Có thể vì quá chăm chỉ làm việc mà cô bác sẽ quên đi việc chăm sóc bản thân, thiếu bồi dưỡng, thông thường thể hiện bằng sự dễ nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu. Một khi mệt mỏi thì bạn càng khó ăn ngon, ngủ cũng chẳng thể nào yên, do đó cô bác cần ăn uống theo chế độ phù hợp. Để giữ gìn vóc dáng và thể lực tốt nhất, đã đến lúc bản mệnh ưu tiên việc bồi bổ cho sức khỏe để cải thiện cuộc sống. Tổng quan vận khí năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sẽ kém hơn đôi chút so với tử vi năm 2023. Tuy nhiên, vận khí đang trên đà ổn định, khả năng cao đây sẽ là năm ghi dấu ấn quan trọng hay bước ngoặt lớn nào đó cho đương số. Dù thế nào đi nữa, cục diện tử vi ở mức bình hòa, hung cát đan xen, tuổi Ất Vị cần nhớ hành sự linh hoạt và không ngừng sáng tạo, thậm chí sẵn sàng bỏ đi cái cũ để xây mới, chứ không bảo thủ mà giữ lấy. Làm được điều này, cát khí sẽ lấn át hung khí, hứa hẹn một năm nhiều cát lành, rất đáng để chờ đợi. Dưới đây là cách hóa giải vận xui trong 4 tháng đầu năm 2024 cho quý cô bác tuổi Ất Tỵ. 1. Hành sự thận trọng, chăm chỉ hết mình. Trong năm vận khí bán hung bán cát, có cơ hội tốt đến nhưng cũng có nguy cơ rình rập, đòi hỏi cô bác tuổi Ất Tỵ phải hành sự thận trọng, tránh lối làm việc chủ quan coi mình là nhất, kẻo sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối ngay sau đó. Đương số cần nhớ, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà. Có tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Bình thản đón nhận mọi thứ, kỳ tích sẽ xuất hiện. Sông có khúc, người có lúc, vận khí trong năm Giáp Thìn lúc thăng lúc giáng do hung cát đan xen, nhưng đừng vì thế mà đương số phải trốn tránh hay cảm thấy phiền lòng. Ngược lại, hãy bình thản đón nhận mọi thứ theo đúng cách nó diễn ra, gặp sự cố thì tìm cách khắc phục, thấy việc bất lợi thì tìm lối đi mới, hoặc nhờ cậy sự giúp đỡ từ người khác, đón tin vui thì san sẻ cho người khác với. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi Ất Tỵ nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh để chớp thời cơ làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Cô bác thân mến, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc, làm ăn kinh doanh cũng vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn chung thì kết quả như thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn. Còn ngược lại,
Nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó, nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, quý cô bác tuổi Ất Tỵ cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn chung nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024, cô bác nên kết hợp làm ăn cùng những người tuổi nào để công việc thêm phần hanh thông, thuận lợi? Tuổi Tỵ và tuổi Tý. Trên phương diện hợp tác làm ăn, nếu như có chung chí hướng mục tiêu phấn đấu, hai tuổi này có thể trở thành đối tác kinh doanh, cùng nhau phát triển. Tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, còn tuổi Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao và giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên phương diện công việc, Sửu và Tỵ có cùng chung lý tưởng sống, mục tiêu phấn đấu, vì vậy họ không ngừng thúc giục nhau cùng phát triển. Để đạt được thành công, Tỵ thông minh sắc sảo, còn số chăm chỉ cẩn thận, đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuổi Tỵ và tuổi Dần. Cặp đôi này rất khó có thể hòa hợp nếu hai bên đều không chịu nhường nhịn lắng nghe nhau, nhìn ở một cấp độ khác. Nếu như trên phương diện làm ăn, Tỵ và Dần sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Dần thông minh nhanh trí, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác, sẽ giúp Tỵ vượt qua khó khăn. Ngược lại, Tỵ sẽ mang lại sự may mắn, tài lộc đến cho công việc làm ăn của tuổi Dần. Tuổi Tỵ và tuổi Mão. Tỵ và Mão có những sự khác biệt về sở thích và tính cách, nhưng họ sẽ dễ trở nên hòa hợp nếu như cả hai bên đều biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau. Mão khá nhạy cảm, yếu đuối, vì vậy cần có Tỵ che chở, bảo vệ. Đây cũng sẽ là sự kết hợp khá hoàn hảo nếu như Tỵ và Mão trở thành đối tác làm ăn của nhau. Mão cần cù, chăm chỉ, sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của Tỵ, giữ họ sẽ không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, bởi nếu một bên nóng nảy, sẽ có một bên nhường nhịn. Tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Tỵ và Thìn sẽ cảm nhận được sự thu hút lẫn nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, mối quan hệ của họ sẽ nhanh chóng phát triển, trở nên thân thiết, gắn bó hơn. Tỵ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức. Nếu như hai tuổi này hợp tác làm ăn với nhau, trong khi đó Thìn sẽ hết mực ủng hộ, nghe theo những lời khuyên và mệnh lệnh của Tỵ. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả khá cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Tỵ và tuổi Tỵ. Tỵ có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề một cách nhanh chóng, nhìn chính xác và luôn đề xuất những biện pháp giải quyết hữu ích. Không có gì tuyệt vời hơn khi hai tuổi Tỵ hợp tác làm ăn với nhau. Điều quan trọng là giữa họ sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Cặp đôi Tỵ Ngọ cũng khó có thể hợp tác làm ăn lâu dài được với nhau. Ngọ là người yêu thích sự tự do, mới mẻ, làm việc theo cảm hứng. Còn Tỵ cho rằng đó là sự vô trách nhiệm. Mối quan hệ này chẳng mấy chốc tan vỡ bởi những mâu thuẫn liên tục xảy ra. Tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Tỵ thích lãnh đạo người khác và Mùi cũng vậy. Sự kết hợp của hai tuổi này trong kinh doanh khó có thể đạt được hiệu quả cao. Dù họ có chung mục tiêu phấn đấu, nhưng những mâu thuẫn bất đồng thường xuyên xảy ra khiến cho mối quan hệ của Tỵ và Mùi dễ bị tan vỡ. Tuổi Tỵ và tuổi Thân. Tỵ rất chăm chú vào kế hoạch làm ăn, nhưng dường như tuổi Thân lại có thái độ khá thờ ơ. Điều này xuất phát từ những quan điểm trái ngược nhau. Tỵ có sự ảnh hưởng lớn về tiền bạc, vật chất và địa vị, còn Thân thì yêu thích cuộc sống an nhàn, bình yên. Nếu như không biết điều chỉnh mối quan hệ giữa Tỵ và Thân, sẽ rất khó hòa hợp trên phương diện làm ăn. Tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Sự kết hợp của Tỵ và Dậu sẽ đạt được hiệu quả và thành công cao. Họ ăn khớp với nhau trong từng suy nghĩ, hành động và kết hợp phát triển. Nền tảng của mối quan hệ vững chắc này là đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vậy những mâu thuẫn, xung đột dường như sẽ không bao giờ xảy ra. Tuổi Tỵ và tuổi Tuất. Tỵ sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Tuất. Bởi vậy sự hợp tác này là rất cần thiết. Hơn nữa tốt thông minh và cẩn thận, luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, chính xác nhất để Tỵ có thể giải quyết được khó khăn. Tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tỵ và Hợi đều là những người rất coi trọng gia đình, bởi vậy nếu kết hôn, họ sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm người thân, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc. Họ sẽ tìm được tiếng nói chung và sự hòa hợp, tin tưởng lẫn nhau. Hai con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tỵ nhiệt tình với vai trò là người lãnh đạo, tổ chức công việc, còn Hợi sẽ luôn chấp hành, nghe theo những mệnh lệnh đúng đắn. Mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Thưa quý vị thân mến, tận hưởng cuộc sống bình yên sau khi nghỉ hưu là mơ ước của mọi người, nhưng người già muốn tiếp tục sống hạnh phúc thì họ cũng phải giữ gìn phước lành của mình,
Phước lành là thứ luôn phải được nuôi dưỡng và bảo tồn thì mới không cạn kiệt. Hãy ép bản thân từ bỏ những thói quen xấu, làm tổn phước. Dù là những năm tháng cuối đời, dưới đây là 6 điều cần tránh để có một tuổi già an nhiên. Nếu có thể hãy từ bỏ chúng đi để tích trữ phước lành cho bản thân và con cháu sau này. 1. Không rời điện thoại thông minh. Người già đã nghỉ hưu và có một cuộc sống nhàn hạ. Nhiều người trong số họ dành từng phút ở nhà với chiếc điện thoại di động trên tay. Đây là lối sống thực tế, phổ biến của nhiều người lớn tuổi. Không riêng gì người trẻ, nhiều người già cũng cảm thấy khó chịu khi phải rời xa chiếc điện thoại của họ. Đã có trường hợp ông già 70 tuổi bị bạn gái trên mạng lừa hàng tỷ đồng. Số tiền này ông bị lừa, nhưng vì lý do dại gái nên rất khó để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Do vậy gia đình không thể lấy lại tiền. Vụ việc này xảy ra khiến con cháu của ông vô cùng thất vọng, chán nản. Sự kính trọng bấy lâu họ dành cho ông từ đó cũng không còn. 2. Ra đường làm phiền người khác. Không phải mọi người già đều thích ở nhà. Có những người đã về hưu nhưng thích ăn mặc trẻ trung, hiện đại, hợp thời và cho rằng điều này rất ấn tượng. Một số người đạp xe thể thao đi khắp các con đường. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Dòng xe cổ phố xá đông đúc và không phải xe nào cũng nhường đường. Cũng có những người già rất giỏi leo trèo, đu xà. Họ khiến cho người lạ trầm trồ, nhưng con cháu trong nhà thì lo sợ. Người trẻ ngã xà thì không sao, nhưng người già một khi rơi xuống đất sẽ rất nguy hiểm. Cuộc sống cần sự vận động, nhưng người già nên vận động theo khả năng của mình. Điều quan trọng hơn là phẩm chất đạo đức không thể để rời mất. 3. Ép thanh niên nhường ghế. Một số người lớn tuổi đi xe buýt, họ thường ép người khác vì nhường ghế. Điều này rất dễ gây tranh cãi. Tất nhiên những người trẻ tuổi nên nhường chỗ cho người già. Những người lớn tuổi không nên quá hung hăng trong chuyện này. Một số người tuy lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Tuy nhiên hễ lên xe công cộng, họ lại tỏ ra yếu đuối đến mức người ta phải nhanh chóng nhường chỗ ngồi. Nhiều người trẻ nhưng mắc chứng say xe, nhiều người khác chưa già nhưng đang bệnh, họ cũng bị những người già đem đặc quyền nhường chỗ và mang đạo đức làm người ra để mắng trời xối xả khi không chủ động nhường ghế. Phép lịch sự là một phần thực hành cần thiết ở mọi lứa tuổi. Người già không được mất đi ân sủng, nhưng họ không nên lạm dụng. Khi được chăm sóc, chúng ta cũng nên vui vẻ cảm ơn, thay vì đòi hỏi quyền lợi theo cách tiêu cực. 4. Cả cuộc đời tôi đã được việc này. Sau khi nghỉ hưu, một số người ở nhà cùng con cháu và họ không hài lòng với những người trẻ. Họ trở nên nóng tính, cáu kỉnh với cả người thân và người ngoài. Đây cũng là một thói quen rất xấu. Người già đã kinh qua phần lớn cuộc đời, họ có công việc ổn định, có thể nghỉ hưu thuận lợi, có thể mua nhà và có tiền tiết kiệm. Nhưng người trẻ thì khác, họ còn đang gây dựng sự nghiệp, mọi thứ còn đang bắt đầu và con đường thăng tiến có thể chưa suôn sẻ, thời thế đã thay đổi. Thế hệ trẻ phải đấu tranh nhiều hơn để chống lại sự bất công của xã hội. Họ phải vấp ngã nhiều lần, bước sai một đôi lần trước khi có thể đi đúng hướng. Khi đến tuổi 40, 50, thành tựu tự nhiên sẽ hiển lộ. Chỉ cần bạn dành thời gian động viên con trẻ thì mọi chuyện sẽ ổn. Cũng có những người lớn tuổi đi thăm anh chị em mà cảm thấy họ không hiếu thảo với cha mẹ bằng mình. Có lẽ họ đã quên đức tính hiếu thảo không hơn anh em. Nếu cha mẹ đã qua đời mà bạn vẫn còn quan tâm chuyện ngày xưa ai là người hiếu thảo hơn thì rõ ràng bạn đang giải quyết mối thù cũ, chứ không phải viếng thăm người thân. Có thể tại thời điểm đó, anh em của bạn đang gặp khó khăn nên không thể bù trừ cho cha mẹ nhiều bằng bạn. Nhưng suy cho cùng đó là chuyện cá nhân của mỗi người, họ sống cuộc sống của họ. Bạn hiếu thảo thì sau này con cái của bạn cũng hiếu thảo với bạn. Bạn nhắc lại chuyện xưa theo chiều hướng chỉ trích để làm gì? Nếu một người mất bình tĩnh và tiêu hao phước lành bản thân bằng cách cằn nhằn, bới móc, đổ lỗi, thì thời gian nghỉ ngơi họ cũng không hiểu thế nào là bình yên. Tính khí xấu này cần phải được dừng lại ngay từ ngày hôm nay. 5. Hy sinh mạng sống để uống rượu. Khi về hưu người già dư giả và tự do, họ có thời gian ra ngoài giao lưu bạn bè, lúc này cũng không còn ai ép họ uống rượu. Hoàn cảnh của người già đã khác, đàn ông khi còn trẻ phải giao du và uống rượu với người khác để tạo dựng mối quan hệ và gây dựng sự nghiệp, củi, gạo, dầu, muối đều cần tiền trang trải. Không cúi đầu cạn chén thì khó có thể kiếm sống, đó thực sự là hy sinh mạng sống để nuôi gia đình. Người sau khi nghỉ hưu còn rượu chè bê tha thì sẽ gặp rắc rối, các cuộc ăn nhậu nên được khép lại. Nếu chẳng may mắc bệnh hoặc gặp tai nạn vì say rượu thì vừa khổ bản thân, vừa mất mặt. Đối với những bữa ăn không cần thiết, bạn nên thẳng thắn từ chối. 6. Hoài nghi. Một số người già nói quá nhiều và không giữ được sự chính trực. Tất cả những bất mãn, giận dữ và những điều không thể chấp nhận được mà họ đã tích lũy trong tuổi trẻ, họ đều nói ra và bình luận. Họ có nhu cầu tìm ai đó để nói chuyện qua điện thoại, nói chuyện với người trong gia đình. Hễ rảnh rỗi là họ lại không ngừng kể lể.
Có câu, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng mà ra, tốt nhất người già nên nói ít lại và ưu tiên giữ im lặng nếu bạn phải nói về điều gì đó. Điều đó có nghĩa là trò chuyện với gia đình bạn, kể về những chuyện vui đã qua với vợ con và nói về những sở thích, mối quan tâm với đồng nghiệp cũ. Khi gặp những người trẻ, hãy yêu mến họ nhiều hơn và cổ vũ những điểm mạnh của họ. Ngay cả với những người xa lạ, bạn cũng nên mỉm cười và bày tỏ sự thân thiện bằng một lời chào. Cuộc sống của một người về hưu tốt đẹp thế nào đều phụ thuộc vào mức độ may mắn của người đó. Nếu muốn sống lâu và sung túc, bạn phải trân trọng những phước lành hiện có và giữ gìn chúng. Tích lũy tấm lòng nhỏ sẽ thành tích đức lớn, tích lũy những bước nhỏ sẽ đi được ngàn dặm. Sau khi nghỉ hưu, hãy buông bỏ những vấn đề đã qua, những điều không cần thiết và sống một tuổi già tĩnh tại, an yên và hạnh phúc. Vâng, chương trình đến đây là hết. Hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.